Hi, Missy xin chào các bạn. Tiếp tục với phần 5 từ tiếng Anh mỗi ngày, chúng ta sẽ học gì đây? Animal, sẽ động vật các bạn nhé. 5 từ, number 1 nè. Rabbit, nghĩa là con thỏ các bạn ha. Đơn độc là ra ra nhé, nhớ là chữ R của mình cho miệng ha. Rabbit, rabbit, con thỏ. Number 2, zebra, zebra nhé. Zebra, zebra, có nghĩa là con ngựa vằn nha các bạn ha. Hoặc các bạn có thể đọc là chữ E cũng được, zebra, zebra hay zebra cũng được. Nhưng mà Huyền thì hay đọc là zebra các bạn ha. Zebra, nhưng mà ai đọc là zebra vẫn không sai ha. Rồi, số nhiều của nó thì các bạn có thể giữ nguyên chính là zebra, hay là các bạn thêm S cũng được, zebras. Rồi, number 3 nè, con chim, chim nói chung ha, mình sẽ là gì đây? Bird, bird, số 3 hay chấm là R nhá, bird. Rồi, number 4 nè, con gì đây? Con vịt đó các bạn ha. Duck, bật chữ K ra nhé. Duck, duck, con vịt ha. Rồi number 5 nghĩa là gì đấy? Con gà ha, các bạn biết rồi. Chicken, 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 gà ha. Lại lần nữa nhé. Rabbit, rabbit. Zebra, zebra. Bird, bird. Duck, duck. Chicken, chicken. Rồi, bây giờ tới phần phản xạ xem các bạn nhớ chưa nhá. Con vịt là gì các bạn? Duck. Con gì ta? Ngựa vằn. Zebra. Con gì nữa ta? Gà. Chicken, chicken. Thỏ. Rabbit, rabbit. Chim. Bird, bird. Lần nữa nhé. Thỏ, rabbit, gà, chicken, vịt, duck, duck, ngựa vằn, zebra, zebra, chim, bird, bird. Rồi, bây giờ mình sẽ tới phần hội thoại nhé. Are there any chickens in the farm? Farm nghĩa là nông trại ha. Có, are there có nghĩa là có, chỉ sự hiện diện cái gì đó, có cái gì đó không? Có cái con gà, có con gà nào? Any ở đây là kiểu như any hay dùng trong câu phủ định và câu nghi vấn nha, còn some thì hay dùng trong câu khẳng định ha. Có con gà nào ở trong nông trại không? Đó. Are there any chickens in the farm? Nào, mình nhớ nè, đối với any á, are there này mình đã dùng như dạng are there thì mình sẽ phải cộng với danh từ số nhiều ha. Any cũng sẽ cộng với số nhiều. Any cộng với danh từ số nhiều đếm được thì mình gì đây? Thêm S vô, xong mình nối vô chickens in the farm. Are there any chickens in the farm? Ha. Yes, they are. Họ hỏi là are there thì yes, they are. No, they aren't. Nhá. There are, mình nối vô there are. There are lots of. Lots of nghĩa là rất nhiều, bằng với lại từ a lot of đó các bạn. Đây nè. A lot of. Nhưng mà các bạn phải lưu ý á, nếu mà mình đã dùng a như thế này rồi á, thì lot, mình dùng thế này thôi, mình không có được thêm s nha. A lot of, đọc tắt là gì đây? A lot of. Còn trong trường hợp bạn nếu mà dùng S thế này á thì bạn phải dùng là lots of. Bạn không được dùng a nữa nha. Đã có a thì lot không có S. Còn nếu mà đã có S thì không có a. Nhớ nha, a lot of hay là lots of nha. Chứ còn bạn nào mà a lots xong rồi còn thêm S như hay nữa, a lots of, các bạn lố sai đó các bạn nha. Sai nha, vui lòng lưu ý nha. A lot of hay là lots of. There are lots of, có rất là nhiều gì đây, con gà ở trong gì đây nông trại. Lots of chickens thì mình cũng số nhiều mà, lots of nghĩa là nhiều. Vậy nhiều thì danh từ số nhiều mình cũng phải thêm S nhá. Lots of chickens in the farm. Vậy số nhiều mình nối vô luôn chickens in the farm ha. There are lots of chickens in the farm. Rồi bây giờ mình sẽ tập phản xạ với mẫu câu thứ nhất nha. Are there any chickens in the farm? Có con gà nào ở trong nông trại không? Vậy thay con gà bằng thỏ thì sao các bạn? Rabbit. Are there any rabbits in the farm? Are there any rabbits in the farm? Câu hỏi giúp mình đưa giọng lên nhé. Vịt, vịt sẽ là gì? Duck. Are there any ducks in the farm? Are there any ducks in the farm? Thay bằng con gì ta? Ngựa vằn. Zebra. Are there any zebras
in the farm? Are there any zebras in the farm? Gà, gà là gì? Chicken ha. Are there any chickens in the farm? Are there any chickens in the farm? Rồi tiếp, chim, bird. Are there any birds in the farm? Are there any birds in the farm? Rồi, bây giờ mình sẽ tập với cái mẫu thứ hai này. Yes, there are, thì mình câu trả lời nó cố định rồi ha. There are lots of, cái này nổi nha. There are lots of chickens in the farm. There are lots of chickens in the farm. Nổi vô luôn. There are lots of chickens in the farm. Tại vì động từ thì danh từ á, mà mình thêm s, lots of thì thường cộng với danh từ số nhiều mà. Danh từ số nhiều có s ở đây thì mình nối lên là in nhá. Chickens in the farm. There are lots of chickens in the farm. Vậy đó, có rất là nhiều con ngựa vàng. Ngựa vàng sẽ là gì? Zebra. There are lots of zebras in the farm. There are lots of zebras in the farm. Rồi tiếp, chim, bird. There are lots of birds in the farm. There are lots of birds in the farm. Có rất là nhiều gà đi ha. Chicken. There are lots of chickens in the farm. There are lots of chickens in the farm. Thỏ. Rabbit. There are lots of rabbits in the farm. There are lots of rabbits in the farm. Chim đi ha. Bird. There are lots of birds in the farm. There are lots of birds in the farm. Có nhiều ngựa vàng thì sao? Zebra. There are lots of zebras in the farm. There are lots of zebras in the farm. Okay? That's all. Goodbye. See ya.